Three. Today, online language exchange. Today topic is communication. We study 20 words, 5 sentences, and easy conversation. Online language exchange is a good way to study using AI. Okay, Dui, your turn to speak in Vietnamese. Yeah. Hôm nay chúng ta sẽ học về chủ đề giao tiếp và trong đó có 20 từ mới kèm theo với 5 từ, 5 Okay. 5 thầy. Yeah. Okay, thank you. Để chúng ta sẽ hiểu rõ hơn. Okay. Okay, we go for studying and okay. Now, here, the vocabulary. Can you tell me Vietnamese? Number one, giao. Okay. Okay. Yeah. You read Vietnamese. I read English. Okay. Number one, giao tiếp. Communication. Lời nói. Speech. Cuộc trò chuyện. Conversation. Ngôn ngữ. Language. Thư điện tử. Email. Tin nhắn. Message. Điện thoại. Telephone. Gửi. Send. Nhận. Receive. I cannot see. Oh, okay, sorry. Can you see? Okay. Number 10. Trả lời. Reply. Thảo luận. Discuss. Phản hồi. Feedback. Thông tin. Information. Nghe. Listen. Nói. Speak. Chia sẻ. Share. Từ vựng. Vocabulary. Yeah. Hiểu. Convey. Hiểu. Understand, understand. Giải thích. Explain. Okay, chào đổi and I read the Vietnamese words and you read the English words. Giao tiếp. Okay. Communication. Lời nói. Speech. Cuộc trò chuyện. Conversation. Ngôn ngữ. Ngôn ngữ. Ngôn ngữ. Ngôn ngờ. Ngôn ngữ. Ngôn ngữ. Ngôn ngữ. Language. Okay. Từ điển tử. Thư điện tử. Từ điển tử. Email. Tin nhắn. Tin nhắn. Message. Điện thoại. Điện thoại. Điện thoại. Điện thoại. Telephone. Gửi. Send. Nhận. Receive. Trả lời. Reply. Thảo luận. Thảo luận. Thảo luận. Discuss. Phản hồi. Phản hồi. Phản hồi. Feedback. Thông tin. Information. Nghe. Listen. Nói. Speak. Chia sẻ. Share. Tư vấn. Vocabulary. Chuẩn đạt. Truyền đạt. Chuẩn đạt. Convey. Chú. Understand. Giải thích. Explain. Okay, we go for
sentence. Okay, you read the Vietnamese sentence. I follow you. Number one. Nè. Chúng ta cần giao tiếp rõ ràng để tránh hiểu lầm. Chúng ta cần giao tiếp rõ ràng để tránh hiểu lầm. Meaning of English sentence in English? We need to communicate clear to okay. avoid. Avoid, yeah. Yeah. To chăn là gì? Meaning chăn? Chăn, it means avoid, to avoid. 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 Hiểu lầm. Hiểu lầm là misunderstanding. Yeah. It means I don't want to meet you anymore, but you still want to meet me. So I need to talk with you clear. I Okay. have a boyfriend already, so Okay, yeah, misunderstood. I cannot meet you anymore. It Okay, means like that. understand. Okay. 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 Câu hai. Number two. Number two, tôi Yes. đã gửi một thư điện tử nhưng chưa nhận được phản hồi. Tôi đã gửi một thư đến thư nhưng chưa nhận được phản hồi. Okay. Yeah. Meaning of in English? I sent an email, Yeah. but haven't received reply. But I didn't receive a reply. Feedback. Yeah, feedback. Okay, reply. Yeah, I see. Okay. Câu ba. Câu ba, trong cuộc trò chuyện lắng nghe là rất quan trọng. Trong cuộc trò chuyện lắng nghe là rất quan trọng. Okay, so meaning of sentence translation to English, right? Yeah, in our conversation, Yeah. listening is very important. Yeah, listening is very important. Lắng nghe là rất quan trọng. Okay, Gao Bông. Câu 4, anh ấy thường chia sẻ thông tin qua tin nhắn. Anh ấy thường chia sẻ thông tin qua tin nhắn. It means he often share information through message. Yeah. Qua tin nhắn. Tin nhắn là message. Yeah. Message. Through message, share information. Okay. Share information Yeah. through message. Yeah. Câu năm. Câu năm, ngôn ngữ là công cụ mạnh mẽ để truyền đạt ý tưởng. Ngôn ngữ là công cụ mạnh mẽ để truyền đạt ý tưởng. Okay, translate it into English. Yeah. Yeah. Language is a powerful Cool. tool Cool. Yes. Công cụ. Yeah. to convey ideas. Yeah, I'm convey ideas. So through idea. Convey ideas. To give ideas. Okay. You read the Vietnamese, I follow you. Okay. Chúng ta cần giao tiếp rõ ràng để tránh hiểu lầm. Chúng ta cần giao tiếp rõ ràng để tránh hiểu lầm. Tôi đã gửi một thư điện tử nhưng chưa nhận được phản hồi. Tôi đã gửi một thư điện tử nhưng chưa nhận được phản hồi. Yeah. Trong cuộc trò chuyện, lắng nghe là rất quan trọng. Trong cuộc trò chuyện, lắng nghe là rất quan trọng. Yes. Anh ấy thường chia sẻ thông tin qua tin nhắn. Anh ơi, chúng chia sẻ thông tin qua tin nhắn. Yes. Ngôn ngữ là công cụ mạnh mẽ để truyền đạt ý tưởng. Ngôn ngữ là công cụ mạnh mẽ để truyền đạt ý tưởng. Okay, English. Okay. Now we need to communicate clearly to avoid misunderstandings. Tu lam. Chan tu lam. Okay. And you lead it. Yeah.
need to communicate clear to avoid misunderstanding. And chúng ta cần Giao tiếp communicate rõ ràng. trao trên lỗ lãng để tránh hiểu lầm. Hiểu lầm. Yeah. Okay. We Two. need to communicate Yeah. clear to avoid Yeah, avoid misunderstanding. là chặn. Hiểu lầm. Misunderstanding. Okay, two. I Understanding. sent an email, but I haven't received a response. Yeah, you read. I sent an email, but I haven't received a response. I'll tell you about English, the pronunciation. This is a very Okay. important one. You know, Yeah. I sent an email. I sent an email, but I haven't received a response. So when the native speaker pronounce very quickly, so you should know Okay. about this one. You should know this one. I know this one because they Yeah. before E O Yeah, U and this I. one. Yes. And this one is very important because you didn't recognize about that, and then Yes. you cannot hear what they say. So and Okay. then maybe they quickly say that I sent an email, but I haven't received a response. Okay, so I read Yeah, it again. yeah. I sent an email, but I haven't received the chat. Response. Received the response. Yeah, listen to the response. Yeah. I sent an email but haven't received a response. One sound is very particularly. So and then you don't have to listen on until but you can figure out send an email haven't received response. I understand. So you send email you didn't get or you understand, but you don't recognize about the grammar pattern about like this. You think what they are talking now. You don't understand. Yeah, it's a very important part. Okay, tôi đã dự tôi đã dự tôi chưa chuyển email email là gì? Tiếng Việt. Tôi đã gửi thư thư điện tử. Tôi đến từ chưa Yeah. à chưa 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 nhắn nhắn Nhưng nhưng là những chúa ta nhắn là phản thôi nhưng tôi chưa nhận được phản hồi. phản thôi nhưng chúa đức 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 nương nương phản thôi Yeah. difficult okay Nhận được là haven't received. Heavenly yes Phản những hồi chùa những chùa reference. phan thôi yeah response receive là Okay. những những Nhận được. okay three in a conversation listening is very important three in a conversation listening is very important yes In a conversation, listening is very important. Okay. Chúng phúc chào chuyện. Nhẹ 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 Lắng nghe. lắng nhẹ lắng nhẹ lắng lẽ là rất quan trọng. Yeah. Okay. Four. He often shares information through messages. He often share information through messages. Okay. Anh ơi, chúng chia sẻ thông tin qua thư tin. Qua tin nhắn. Tin nhắn. Message, tin Tin nhắn. nhắn, tin nhắn. Ok, Yeah. Anh ấy thường chia sẻ thông tin qua tin nhắn. Yeah. thông tin qua tin nhắn. Ok. Okay. Number Four, five, five. five. Yeah, five. Language is a powerful tool to convey ideas. Language is a powerful tool to convey ideas. Ngôn ngữ là một
Con cua mớm mẻ để con bê là gì? Ý chung. Con bê. Truyền đạt ý tưởng, Ý tưởng. truyền đạt. Xuyên đẹp ý tưởng. We want to talk with, we want to do something but Ok. they cannot. You want listen to today, you want talk with me, how about I can use that if I did. Ok. But I cannot, so you need Come back. communication to me. Ok. Now, okay, I'll read it and then you'll read it. We need to communicate clearly to avoid misunderstandings. I read again. Yeah. We need to communicate clear to avoid misunderstanding. I sent an email An but email. haven't received a response. I sent an email but haven't received a response. Okay. In a conversation, listening is very important. In a conversation, listening is very important. He often shares information through messages. He often shares information through messages. Language is a powerful tool to convey ideas. Language is a powerful tool to convey ideas. Okay, now you talk English. Okay. We need to communicate clear to avoid misunderstanding. Good. Number two, I sent an email but haven't received a response. Yeah. Number three, in vacations, convocation. Conversation, yeah. Listen is very important. Okay. Number four, he often shares information to message Yeah. Okay. through message. Okay. Number five, language is a powerful tool to convey ideas. When that, when that eating, Convey when ideas, yes, convey ideas. when. How What you is the feel? what pronunciation different? Cho when là conversation, là Conversation. convey là when. Truyền đạt. Cho when, when that, when that. Truyền đạt ý tưởng. Okay. Ý tưởng. Công Okay. My turn. công My turn. cụ công cụ power. Chúng ta cần dấu thép lăng lỗ lãng để tranh chú làm Yes. tối đa trước một chú chén tu nướng chùa nhanh nhanh lắm nhanh tốc tốc nhanh nhanh tốc nhanh tốc nhanh tốc Tôi chưa nhận được. nhanh tốc ban hồi Tôi đã gửi. Tôi đã gửi. tôi I đã send. đây ok chúng quốc cho chuẩn lắng nghe là rất quan trọng. Anh ơi chúng ta sẽ đúng chính qua tin nhắn ok nóng nu là con cú mạnh mẽ để chuôn đất y chung Good. ok Bây giờ, but you need read slow. ok So it means clear, more clear. ok ok yeah. Yeah, Very so better. difficult pronunciation. Okay. But very Now, nice. You can do it. okay.
Now we do a conversation here. Let me see a little inside and making this conversation wide. Okay. We can edit here single make a low. Oh. Yeah. Better. We can see one view. Dạo vị, dạo này cậu thế nào? So I read English or Vietnamese? We talk. You can read the Chào next An, page. mình ổn, cảm ơn, còn cậu? Mình cũng on. Hôm nay mình muốn nói về giao tiếp. Giao tiếp, đúng là một chủ đề thú vị. Cậu nghĩ gì về nó? Mình thì làm giao tiếp rất quan trọng trong cuộc sống hàng ngày. Tao đồ đồng ý không? Sorry. Yeah. Hoàn toàn đồng ý. Không có giao tiếp, chúng ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong công việc và các mối quan hệ. Đúng vậy. Tao dùng sử dụng phương tiện nào để giao tiếp? Mình thường dùng điện thoại và thư điện tử. Còn cậu? Mình cũng vậy, nhưng mình tại là cấp mắt trực tiếp nên là các giao tiếp hiệu quả nhất. Đúng rồi, giao tiếp trực tiếp giúp chúng ta hiểu nhau hơn và tránh được hiểu lầm. Thì sắc cầu có kinh nghiệm nào về việc giao tiếp không tốt không? Có chứ, đôi khi tin nhắn văn bản có thể bị hiểu nhầm vì thiếu ngữ điệu và cảm xúc. Đúng vậy, ngôn ngữ cơ thể và dấu chữ rất quan trọng trong giao tiếp. English, hi, vì how have you been lately? Hi Ace, I'm fine, thank you, and you? I'm good too. Today I want to talk about communication. Communication? That's an interesting topic. What do you think about it? I think that communication is very important in daily life. Do you agree? Sorry. Totally right. Without communication, we would have many difficult things in work and relationships. Exactly. What means of communication do you usually use? I usually use the phone and email, and you? Me too, but I find that meeting face to face is still the most effective way to communicate. Right. Direct communication helps us understand each other better and avoid many misunderstandings. Exactly. Do you have any experience with poor communication? Yes. Sometimes text message can be misunderstood because they lack tone and emotion. That's right. Body language and tone of voice are very important in communication. Okay, we are finished. 2 minutes left. Let me see. I'll try read Vietnamese. Okay, so let me check. I just saw the conversation. I tried to read Bang Bet with the voice typing in Vietnamese. Challenge. Challenge for me. Yeah. Okay. Yeah. Mình cũng on. Hôm nay mình muốn nói về giao tiếp. Would you read it for me? Mình cũng. I think it's okay, but Mình when you say face on. to face, so it's mean body language, help us understand together. Okay. Hôm nay mình muốn
À, muốn muốn nói về giao tiếp tiếp giao giao tiếp giao giao tiếp giao tiếp giao tiếp giao tiếp. to Okay. be Okay. Okay. Yeah. personal. Okay. We did it. Okay, 1 minute left and then okay, so you can try make a reference with the AI I give sent it, and then you can try and I'll guide you. And this is good for you to try make a reference with AI. Okay. Okay. So see you tomorrow. Okay, bye bye. Thank you. Oh, okay, tạm biệt. Thank you for your time. See you tomorrow. Yeah, thank you.